Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Tham vọng du hành vũ trụ khiến giới khoa học miệt mài nghiên cứu các loại động cơ không tưởng, trong đó có động cơ Warp Drive. Warp Drive là một hệ thống động cơ tàu vũ trụ siêu lý thuyết, trong đó nếu một tàu vũ trụ được trang bị Warp Drive thì có thể di chuyển với tốc độ lớn hơn ánh sáng bằng nhiều bậc độ lớn. Không giống với cách thức du hành như động cơ nhảy không gian, động cơ Warp không cho phép nhảy thẳng tới điểm đến, mà sẽ kéo không gian xung quanh con tàu để nó có thể tiến về phía trước, với vận tốc gấp nhiều lần vận tốc ánh sáng. Theo đó, những chuyến đi sang hành tinh khác trong hệ mặt trời sẽ mất chỉ vài giờ chứ không phải vài năm. Công nghệ hiện tại của chúng ta vẫn chưa hoàn thiện, và mặc dù mọi người đang tìm cách đạt được kỳ tích du hành vũ trụ khổng lồ này, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Việc tạo ra và chuyển động của một bong bóng sợi dọc đòi hỏi không gian phía trước nó phải tiêu hủy, trong khi không gian phía sau cần phải nhanh chóng phát triển. Không gian bị hủy diệt này được gọi là khối lượng âm hoặc năng lượng âm, một dạng vật chất mang tính lý thuyết cao và đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Trong nhiều thập kỷ, chúng ta đã mơ ước được đến thăm các hệ thống sao khác. Chỉ có một vấn đề là chúng ở rất xa, với các chuyến bay vũ trụ thông thường sẽ mất tới hàng chục nghìn năm để đến được hệ sao gần nhất. Tuy nhiên, các nhà vật lý không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc. Hãy cho họ một giấc mơ không tưởng, và họ sẽ cho bạn một giả thuyết đáng kinh ngạc để biến nó thành hiện thực. Mới đây, trong một nghiên cứu mới của nhà vật lý Erik Lenz từ Đại học Göttingen ở Đức cho biết, chúng ta có thể có một giải pháp khả thi cho tình thế tiến thoái lưỡng nan này, và đó là một giải pháp có thể trở nên khả thi hơn so với các bộ chuyển động Warp Drive khác. Đây là một lĩnh vực thu hút rất nhiều ý tưởng sáng giá, mỗi ý tưởng đưa ra một cách tiếp cận khác nhau để giải câu đố về du hành nhanh hơn ánh sáng, có thể gửi thứ gì đó xuyên không gian với tốc độ siêu tưởng. Tuy nhiên, có một số vấn đề với khái niệm này. Trong vật lý thông thường, theo lý thuyết tương đối của Albert Einstein, không có một cách thực sự nào có thể đạt được hoặc vượt quá tốc độ ánh sáng, đó là thứ chúng ta cần cho bất kỳ hành trình nào được đo bằng năm ánh sáng. Tuy nhiên, điều đó đã không ngăn cản các nhà vật lý cố gắng phá vỡ giới hạn tốc độ phổ quát này. Trong khi đẩy vật chất vượt qua tốc độ ánh sáng sẽ luôn là một điều tuyệt vời, và không thời gian tự nó không có quy tắc như vậy. Trên thực tế, những vùng xa xôi của vũ trụ đang trải ra nhanh hơn cả ánh sáng, điều này có thể hy vọng sẽ phù hợp. Để bẻ cong một bong bóng không gian nhỏ, theo kiểu tương tự cho mục đích du hành, chúng ta cần giải các phương trình của thuyết tương đối để tạo ra mật độ năng lượng thấp hơn độ rỗng của không gian. Trong khi loại năng lượng âm này xảy ra ở quy mô lượng tử, thì việc chất đống đủ dưới dạng khối lượng âm vẫn là một cảnh giới lớn đối với vật lý. Ngoài việc tạo điều kiện cho các loại khả năng trừu tượng khác, chẳng hạn như lỗ sâu và du hành thời gian, năng lượng âm có thể giúp cung cấp năng lượng cho động cơ Warp Drive. Khái niệm suy đoán này sẽ sử dụng các nguyên tắc năng lượng âm để làm cong không gian xung quanh một tàu vũ trụ giả định, cho phép nó di chuyển nhanh hơn ánh sáng một cách hiệu quả mà không thách thức các quy luật vật lý truyền thống. Ngoại trừ những lý do đã giải thích ở trên, chúng ta không thể hy vọng cung cấp một loại nhiên liệu kỳ ảo như vậy. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bằng cách nào đó có thể đạt được du hành nhanh hơn ánh sáng mà vẫn giữ vững niềm tin với thuyết tương đối của Einstein, mà không cần bất kỳ loại vật lý kỳ lạ nào mà các nhà vật lý chưa từng thấy? Trong nghiên cứu mới, nhà vật lý Lenz đề xuất một cách mà chúng ta có thể làm được điều này nhờ vào thứ mà ông gọi là một loại soliton siêu nhanh mới. Trong toán học và vật lý, soliton hoặc sóng đơn là một dạng sóng tự củng cố, tự duy trì hình dạng của nó trong khi nó chuyển với vận tốc không đổi. Soliton được gây ra bởi sự hủy bỏ các hiệu ứng phi tuyến và phân tán trong môi trường. Theo tính toán lý thuyết của Lenz, các giải pháp soliton siêu nhanh này có thể tồn tại trong thuyết tương đối rộng và có nguồn gốc hoàn toàn từ mật độ năng lượng dương, có nghĩa là không cần phải xem xét các nguồn mật độ năng lượng âm kỳ lạ mà đến nay vẫn chưa được xác minh. Với năng lượng đủ lớn, cấu hình của các soliton này có thể hoạt động như bong bóng sợi dọc, có khả năng chuyển động cực đại và về mặt lý thuyết cho phép một vật thể đi qua không thời gian trong khi được che chắn khỏi các lực thủy triều cực lớn.
đó là một kỳ tích ấn tượng của lý thuyết về động cơ này. Dù vậy, động cơ warp drive này vẫn chỉ là một khả năng giả định. Nhà vật lý Lenz cho biết thêm, năng lượng cần thiết cho động cơ di chuyển với tốc độ ánh sáng bao quanh một con tàu vũ trụ có bán kính 100m, tương đương với hàng trăm lần khối lượng của Mộc Tinh. Và giảm khối lượng năng lượng cần thiết sẽ là yếu tố quyết định. Trong khi nghiên cứu của Lenz tuyên bố là giải pháp đầu tiên được biết đến thuộc loại này, báo cáo của Lenz đã đến gần như chính xác cùng thời điểm với một phân tích khác gần đây, cũng đề xuất một mô hình thay thế cho một warp drive vật lý có khả năng yêu cầu năng lượng âm để hoạt động. Cả hai nhóm hiện đang liên lạc và dự định chia sẻ dữ liệu của mình hơn nữa để các nhà khoa học khác có thể khám phá số liệu này. Vẫn còn rất nhiều câu đố để giải quyết, nhưng dòng chảy tự do của những loại ý tưởng này vẫn là hy vọng tốt nhất của chúng ta về hiện thực hóa giấc mơ du hành tới những hệ sao xa xôi khác. Công trình nghiên cứu này đã đưa vấn đề du hành nhanh hơn ánh sáng đi thêm một bước khỏi nghiên cứu lý thuyết trong vật lý cơ bản và tiến gần hơn đến kỹ thuật thực tế. Bước tiếp theo là tìm ra cách giảm lượng năng lượng cần thiết trong phạm vi của các công nghệ hiện nay, chẳng hạn như một nhà máy điện phân hạch hạt nhân lớn hiện đại. Sau đó, chúng ta có thể nói tiếp về việc xây dựng các nguyên mẫu đầu tiên. Dù tham vọng này nghe có vẻ trừu tượng và phi thực tế, nhưng đang báo hiệu một kỷ nguyên mới trong khoa học, tạo nên cầu nối giữa lý thuyết và thực hành, và quan trọng hơn là chứng minh rằng mọi thứ tưởng như không thể đều có thể xảy ra. Về mặt kỹ thuật, chúng ta vẫn còn một khoảng cách rất xa mới có thể du hành giữa các vì sao, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ và thúc đẩy đổi mới, câu trả lời đã gần hơn bao giờ hết. Những người như Elon Musk và Jeff Bezos, những người khao khát biến chúng ta thành một nền văn minh ngoài không gian, là những động lực cần thiết để bẻ khóa thành công động cơ warp drive. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, có một sự phấn khích về chuyến bay vào vũ trụ, và sự nhiệt tình này là một phần thiết yếu khác trong hành trình khám phá vũ trụ của nhân loại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!